Chào các anh em ha. Hôm nay em xin giới thiệu là em có về một ít đồ ha. Cặp loa Yuton 77HR với cặp Audio Shitter 101 ha. Rồi, cái này là em khui ngày hôm qua rồi. Và hôm nay em khui hai cục âm ly này ra ha. Wow, có phiếu ngoại quần áo luôn. Trời ơi, một đống vẽ luôn. Trời trời. Rồi, cuối cùng bên đây ha. Này của xe khách Hùng Cường gửi lên đây ha. Châu Đốc Sài Gòn. Wow, một đống nữa. Chứ mãi quần áo hay gì á. Rồi thì em để đem lên cho anh em coi ha. Chỉ có 6 em xanh xui 6-7 là tra anh em ha. Để em xé bọc ra ha. Em nói này ha, cái này là tất cả về rồi chưa vệ sinh ha, vệ sinh ở bóng còn bóng giờ nữa ha.
đẹp long lanh luôn. Sáu lá bảy là tra ha. Rồi anh em nào có yêu thì liên hệ cho em vệ sinh, em test, em lên list cho em ha. Rồi có không có đô lo 77HR nữa. Rồi anh em sẽ làm tiếp theo cũ nó này, rất là đẹp ha. Em viền nó về là viền nó bị chai cứng, em mở ra chuẩn bị đi làm viền. Còn bộ này em sẽ lên list tiếp sau cho anh em ha. Trio 3002 ha, dòng số cơm tụ rất là hay. Rồi anh kêu shifter là 01. Rồi lo thì em đang hãy bỏ dây phòng làm gì nè ha. Rồi em xin giới thiệu sơ với anh em như vậy ha. Mà nào có yêu thì liên hệ cho em để em test vệ sinh. Rồi lên clip cho anh em ha. Rồi kính chào các anh em.